Vâng, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Điện thoại Bùi TV. Mình chắc chắn là nhiều bạn ở đây, các bạn đang cảm thấy chán với cái điện thoại của các bạn. Chán có nghĩa là chúng ta cảm thấy là dùng nó hoài rồi và nó không có gì thay đổi hết. Thì đó, mình nắm bắt được cái nhu cầu này cho nên là video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng mà nó làm cho các bạn cảm thấy là cái máy của các bạn trông nó thú vị hơn. Khi mà các bạn bật nhạc thôi nha, khi mà có âm thanh phát ra thôi, chứ không phải là nó sẽ thú vị hơn trong lúc bình thường đâu. Và đó là ứng dụng gì thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video thôi. Và cái ứng dụng này nó có tên là Movix Edge. Đây, các bạn vào trong Google Store thì các bạn hãy tìm cái này là Movix Edge Music Visualizer hoặc là Edge Music Lightning. Nó thì nó đã hiện trên màn hình rồi, thì cái này mình sẽ để dưới phần description cho các bạn bấm vào, các bạn tải về luôn, không có cần phải đi tìm đâu. Đó, sau khi mà các bạn tải về thì bây giờ các bạn sẽ vào bên trong ứng dụng nè. Đây, mình đã cài đặt sẵn rồi, các bạn thấy không, nó sẽ có hai cái dòng ở trên. Thì ở đây là các bạn có thể chọn được một số cái như là line nè. Đó, thì những cái này các bạn phải nâng cấp lên những cái gói xịn hơn, tốn 32.000 tiền phí đây. Còn nếu các bạn không muốn nâng cấp thì các bạn có thể sử dụng những cái đơn giản ở đây trước. Đây, nó sẽ có những cái như là mirror rain, là chạy hai bên cạnh, nhìn nó giống như cái giọt nước như thế này. Đó, và cái tiếp theo là chase around, có nghĩa là chạy vòng máy luôn. Thì cái này nó sẽ làm cho cái máy của các bạn trông cho nó đặc biệt hơn hẳn luôn á. Bình thường nhìn nó sẽ rất là xịn sò và cool ngầu. Đó, bật lên. Cái cuối cùng là flash rig, thì nó sẽ là chạy hai cái ở đầu trên dưới thôi. Thì cái này mình thấy là giống như những cái ở trên máy tính. Cái bên này là size rig, thì nó là hai bên cạnh hông. Cái tiếp theo sẽ là corner out, có nghĩa là nó đi từ hai bên cạnh góc ra. Đây, nó các bạn có thể thấy nó phóng ra như thế này nè, thì nhìn nó cũng khá là hay. Hoặc là fire dance, có nghĩa là nó đi từ hai cạnh dưới lên. Flat bar này, cái flat bar này nhìn có vẻ xịn nè các bạn, nó hiện lên những cái thanh bar này nhìn có vẻ là bắt mắt, nhìn cool nè. Đó, hoặc là size bar này cũng đẹp nè. Đây, mình sẽ chọn thử cái size bar này nha, mình bấm apply vô đây. Đó, như vậy là sau khi mà mình bấm apply xong là nó đã sử dụng rồi. Bây giờ các bạn có thể chọn cho mình là normal nè, hoặc là centered, hoặc là mirror nè. Nó sẽ có mỗi cái, nó sẽ có một cái kiểu khác nhau. Sau đó các bạn bấm vào lens. Cái lens này mình nghĩ là nó là cái làm cho nó dài ra. Đây, mình sẽ kéo nó rộng bự lên, nó sẽ đi hẳn vào trong màn hình. Hoặc là thick nè, là cái độ mỏng hoặc là độ dày. Đó, làm cho nó vừa thôi. Đó, các bạn bấm save cho mình. Ngoài ra nó còn có một cái nữa là speed. Thì cái speed này nó sẽ làm cho tốc độ gọi là nhấp nháy nó nhanh hay chậm. Nó thì các bạn thích nó nhanh thì các bạn chỉnh cao lên, còn các bạn thích nó bình thường thì các bạn cứ để ở giữa cho mình. Sau đó các bạn bấm save. Ngoài ra trong cái ứng dụng này nó còn cho các bạn một thứ nữa, đó là các bạn có thể chọn được cái bộ phối màu. Thì mình thích màu xanh lá cây với lại màu xanh nước biển, cho nên là mình chọn cái bộ này. Còn ngoài ra nó có những cái bộ khác nữa, như là cái bộ này nhìn nó cũng đẹp nè. Đó, và bây giờ mình sẽ bật một bài nhạc nào đó. Đó, bây giờ các bạn thấy nè, ngoài màn hình chính thì nó sẽ không có đâu, nhưng mà các bạn hãy tìm cho mình một bài nhạc nào đó thì nó sẽ hiện lên khi mà có âm thanh thôi nha. Đây, các bạn thấy chưa, khi mà mình đã bật nhạc lên đó thì nó sẽ chạy hai cái dải như thế này, thì nhìn nó sẽ khá là đẹp. Và khi mà mình bật nhạc xong, mình đặt cái máy lên trên bàn như thế này nè, nó người ngoài nhìn vào nhìn cái máy nó cũng sẽ cool ngầu hơn, và đôi khi là các bạn sẽ thấy là cái máy mình nó đỡ nhàm chán hơn rất là nhiều. Đó, thì đó là ứng dụng Movix Edge. Và đó là cái video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cái ứng dụng tên là Movix. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại Bùi TV tụi mình làm ra nhiều nội dung mới hơn cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.